Xin chào mọi người. Lại một buổi tối tại Salon Pedal, một buổi tối với cái thời tiết là khá là mát mẻ mọi người ạ. Tầm khoảng 26 độ rồi mọi người. Thời tiết buổi tối này cực kỳ đẹp. Đó, ngoài ánh điện đường đang rất là đẹp và trong cái Salon Pedal thì cái cây cảnh đang rất là xanh tốt. Thì trong cái clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái cây mà nghe cái tên của nó cũng có vẻ khá là xa lạ. Đó chính là cái cây đây mọi người ơi. Mọi người thấy nó khá lạ đúng không ạ? Được trồng hình xinh như thế này và cái chiếc lá của nó cũng màu xanh đậm bắt mắt. Cái cây này có tên là cây Môn Quan Âm nha mọi người. Cây này tên là Môn Quan Âm, cái tên khá là lạ đúng không mọi người? Hẳn là một số bạn đã biết hoặc là một số bạn chưa biết thì mọi người hãy theo dõi với em trong cái clip lần này để tìm hiểu về cái loài cây đặc biệt này nha. Về cái ý nghĩa và công dụng của nó như thế nào thì mọi người hãy lắng nghe và đừng bỏ qua cái clip này nhé. Cây Môn Quan Âm này thì nghe cũng có vẻ khá là xa lạ. Vậy thì chúng ta hôm nay thì hãy muốn tìm hiểu của nó là gì, hay cách trồng của nó như thế nào thì cùng với mẹ em tìm hiểu là về cái loài cây thân thảo như thế này. Nó được trồng ở ba thân mọi người ơi. Cây này có ba thân và trên mỗi thân nó chia thành những cái nhánh lá nhỏ, cuống lá của nó rất là dài nha mọi người. Thân của nó cũng khá là mềm, được trồng trong cái chậu thủy sinh nước như thế này. Cây này rất là dễ sống, lá non của nó đang ra rất là nhiều mọi người ạ. Thì cái cây Môn Quan Âm này còn có một cái tên gọi khác, đó chính là cái cây Tai Voi và cây Mặt Nạ Châu Phi. Và cái tên này nó đều là những cái tên khác của cái này. Và Môn Quan Âm là một loài vật thuộc họ ráy nha mọi người. Và cái cây này nó có nguồn gốc xuất phát từ châu Á và nó đã được du nhập vào Việt Nam từ khá lâu rồi. Nhưng mà hầu như là mọi người cũng khá ít gặp được cái cây này bởi vì nó cũng không có gì nổi trội. Nhưng mà gần đây thì nó lại xuất hiện khá là nhiều và đặc biệt nổi bật đó chính là những cái lá của nó mọi người ơi. Mọi người có để ý kỳ thấy không? Về cái thân của nó ấy. Đây, thân của nó thì chia làm ba thân với những cái cánh nhánh cây được tỏa lên như thế này. Đó, cuống của nó khá là dài nha mọi người. Hay còn gọi cái tên khác đó là cái cây môn nước đó mọi người. Lá của nó đây, lá của nó thì sẽ có một cái hình trái tim, nhưng mà hình trái tim thuôn dài nhọn ở đầu này. Trên những cái viên, trên những cái lá của nó ấy, thì nó sẽ nổi bật lên những cái sọc trắng như thế này. Và đặc biệt luôn với các loại cây khác là cái cây này lá của nó sẽ rất là đậm nha mọi người. Và những cái sọc gân trắng của nó nổi trội nhất trên cái lá này luôn. Nhìn nó giống như cái lá giả ấy mọi người ạ. Nhưng mà thực chất thì lá của nó cũng khá là mềm, không có cứng đâu. Và lá của nó khá là bóng. Đây, lá non thì đang ra rất là nhiều mọi người ơi. Lá non này, lá non thì nó sẽ có xanh non và nhạt và bóng hơn một chút. Về cái cây Môn Quan Âm này thì nó là một cái cây bụi nhỏ và có thân mọng nước. Hình dáng thì như cái cây ráy cảnh ấy. Nhưng mà điểm nổi bật là những cái lá trái tim này mọi người. Đó, thì đương nhiên rồi thì cái lá của nó là khá là thu hút ánh nhìn của những người nhìn ngắm nó. Lá thì có những cái sọc trắng sọc bạc nổi bật này, phần lá thì khá là bóng và nhìn giống như những cái cây lá giả. Nhưng mà thực chất thì lá thật của nó đều là như thế, cái cây nào cũng thế mọi người ạ, chứ không phải là xịt bóng hay làm sao đâu. Thì cái cây này ấy, nó được trồng hầu như là được trồng thủy sinh bởi vì cái tên gọi là nó và cái giống họ ráy, nên là hầu như là được trồng thủy sinh. Và cái cây này cực kỳ là dễ chăm mọi người ơi, hầu như chỉ cần thay nước và để cho mức nước đủ hợp rễ thì cây đều có thể phát triển và ra cái lá non như thế này mọi người ạ. Thì kích thước của lá này nó sẽ dài khoảng tầm từ 20 cho đến 30 cm và rộng khoảng 5 đến 6 cm mọi người. Đây, những cái chiếc lá của nó thon dài như thế này đó. Và cây này thì nó sẽ có chiều cao trung bình từ khoảng 30 cho đến khoảng là 50 cm mọi người. Nếu có thể cao hơn nữa thì cây này có thể cao đến 50 cm. Và cây này trong tay em đang cầm đây nó chỉ có chiều cao tầm khoảng từ 30 cm và nó là một loài cây mini để bàn để trang trí tiểu cảnh thôi mọi người. Và cái cây này thì nó có cuống lá là dạng bẹ và có màu xanh nhạt bắt nguồn từ gốc vươn lên đến tận lá luôn. Cuống của nó rất là dài, dao động khoảng tầm 25 cm mọi người ơi. Cuống rất là dài.
đó và cũng mềm nha mọi người, nó giống như cái cây khoai khoai môn nước đó. Cây này cũng như là dạng như thế. Và về đặc điểm của cây này là trong đặc điểm điểm của nó đã nổi bật rồi, thì cái ý nghĩa phong thủy của nó như thế nào, thì cái ý nghĩa phong thủy của cây này cực kỳ nhiều ý nghĩa, nó có rất là nhiều tầng nghĩa luôn mọi người. Thì người xưa đã quan niệm rằng ấy, môn Quan Âm là biểu tượng cho sự may mắn này, tài lộc, khí vận tốt. Về mặt phong thủy thì cây này sẽ hợp với những người mệnh mộc, và những người mệnh mộc trồng cây này sẽ đem đến cho họ cực kỳ là nhiều tiền tài, may mắn, thịnh vượng. Những người mà rinh được cái cây, những người mệnh mộc mà trồng được cái cây này thì công danh của họ sẽ cực kỳ là thăng tiến nha mọi người. Thì cái cây này còn giúp được xua đuổi cái tà khí xui xẻo này, điều không may này, tránh khỏi điểm không tốt, và giúp cho gia đình của họ được gặp nhiều vận may, tránh những điều xui rủi trong cuộc sống. Ngoài việc mang lại ý nghĩa phong thủy tốt ra ấy, thì cái cây này nó còn được sử dụng để làm cái cây cảnh, tiểu cảnh để trang trí trên các cái bàn, như kiểu là bàn văn phòng hay bàn làm việc của mọi người, thậm chí là ở trên bàn học cũng có thể trồng được cho mọi người. Và cái sức sống của cái cây này cũng khá là dồi dào, nó là một loài cây sống khá là khỏe, dễ trồng, dễ chăm sóc. Và cây này nó có cái hình dáng sắc sảo nên là thường được trồng để làm đẹp này, giúp cho căn nhà hoặc là cái phòng làm việc của mình trở nên tươi mới hơn. Nó sẽ giúp cho cái góc làm việc của mình trở nên nổi bật và có không gian và sức sống hơn rất là nhiều, bởi vì cái nó còn giúp cả mọi người thanh lọc không khí này, giúp giảm thiểu các cái chất bức xạ từ máy tính hay là các thiết bị điện tử, thì nó cũng khả năng thanh lọc không khí khá là tốt cho mọi người. Và cái cây này ấy, thì cách trồng và chăm sóc của nó cũng khá là đơn giản. Thì cái cây môn Quan Âm là một loại cây ưa ẩm nha mọi người, nhưng mà chỉ không chịu được ngập úng, nên là mọi người cũng không nên tưới nước cho cây ngập quá rễ để tránh tình trạng cây bị thối rễ và chết nha mọi người. Đó, mọi người cũng nên thường xuyên lau lá cho những cái cây này để cây có thể quang hợp một cách và phát triển một cách tốt nhất cho mọi người ạ. Đó, mọi người nên thường xuyên lau lá cho nó để lá của nó luôn bóng như thế này, và có thể giúp cho mọi người được quang hợp, giúp cho không khí trong nhà nó sẽ quang hợp tốt hơn, thải ra các khí oxy, giúp cho không gian sống của mình thêm tươi sạch hơn. Và cái cách chăm sóc của cây này cũng cực kỳ là đơn giản. Về nhiệt độ ấy, thì mọi người để trong máy lạnh đều được, hay là để ở những nơi có ánh sáng vừa đủ, cây đều có thể phát triển được. Nhưng mà cái cây này thường phát triển tốt nhất là ở trong nhà nha mọi người. Và lượng nước thì tưới nước ít ít nhưng mà vừa đủ nửa độ rễ cho cây, và để cho cây một khoảng ngắn thở để rễ có thể thở được nha mọi người, để rễ có thể phát triển hơn, để tránh tình trạng rễ bị ngập úng này. Nhưng mà tưới nước thì một tuần mọi người nên thay nước cho cây này một lần, và nếu trồng đất thì tưới nước vừa đủ và trồng cho những cái loại đất có khả năng thoát nước tốt này, giữ được độ ẩm cao, như là đất mùn xơ dừa hay là đất trộn mùn khô đó. Thì cái nếu mà cây trồng đất, mọi người cũng có thể bón các cái viên dinh dưỡng hoặc là những cái loại phân giúp cho cây phát triển tốt hơn. Thì cái cây trồng nước này thì dễ chăm này mọi người, hầu như mọi người chỉ cần đạt cho cây có mức độ nước vừa đủ và nhất định, và mỗi tuần thay nước cho cây một lần để cây có thể giúp cây xanh tốt hơn, cũng là một điều khá là thú vị về cách trồng các loại cây thủy sinh như thế này. Còn về vị trí đặt cây này thì mọi người cũng thắc mắc khá là nhiều. Thì cây môn Quan Âm này cũng là một loài cây không chịu được ánh sáng trực tiếp và hoặc là cái ánh nắng gắt cho mọi người. Thì các bạn nên đặt cây ở những nơi mà có vị trí là không có nhiều ánh sáng này, nhưng mà đủ độ sáng để ánh sáng không chiếu trực tiếp vào cây. Thì mọi người nên đặt hầu hết là ở ví dụ như cái góc góc bàn cạnh cửa sổ và hoặc là gần cửa kính thôi, và có cái rèm che vừa phải để cây có thể hấp thụ ánh sáng vừa đủ và không để ánh nắng trực tiếp vào cây là tốt nhất, ví dụ như là gần cửa sổ, lan can hoặc là thềm nhà đó, những cái vị trí đó đều cực kỳ hợp. Ngoài cái cây môn nước thủy sinh là ra thì bên em còn rất là nhiều các cái dòng cây thủy sinh khác, ví dụ như là cây hạnh phúc này, cây vạn lộc trắng hay là cây dưỡng da vì kim ngân thủy sinh đều có, là một người dù đất hay là thủy sinh thì shop em đều có. Nếu mà mọi người muốn
thì đều có nha mọi người, hay là cây nang ý thì sinh thế, những loài cây đấy đều là những loài cây để trong nhà và cực kỳ là dễ chăm nha mọi người. Thì đó là một số những cái thông tin mà em chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu biết hơn về cái loài cây môn nước nạm mắt này mọi người ạ. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ ngay trực tiếp qua showroom cây đời, và nếu mọi người mua nhiều cây thì sẽ được tặng rất là nhiều phần quà tặng và phần được nhiều ưu đãi. Mọi người hãy liên hệ ngay qua cái hotline để ở góc trái màn hình, và hoặc có thể qua trực tiếp shop tại 39 Trần Bình Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội mọi người ạ. Đó, thì hôm nay clip xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye mọi người.